Những năm tháng không thể nào quên, hồi ký đánh tàu, ký ức Cao Bằng 1979. Tác giả Trọng Bảo, cựu chiến binh tiểu đoàn 3, trung đoàn 246, tập 6. Đêm đã về khuya, trời lạnh buốt da buốt thịt. Chúng tôi tranh thủ gặm nắm cơm đã khô cong cho đỡ đói, chờ lệnh xuất phát. Trợ lý tham mưu Bùi Đức Thọ nhìn đồng hồ, đã gần 1 giờ sáng. Khi một đợt pháo và DKZ của bọn địch bắn vào cửa hang vừa dứt, khói bụi còn mù mịt, chính trị viên tiểu đoàn Hoàng Quốc Doanh hạ lệnh cho bộ phận đi trước, xuất phát. Các tốp lần lượt xuất phát sau mỗi lần pháo địch vừa dứt. Tôi đi vào tốp gần cuối đội hình rút lui. Khi vừa có lệnh, chúng tôi lập tức lao ra ngoài cửa hang. Đá núi ở bên ngoài cửa hang bị pháo bom vụn, nghiền nát. Thậm chí sức nóng của lửa đạn đã nung chín thành vôi bột cả con đường lát bằng đá từ chân dốc lên hang. Chúng tôi không thể bước đi như bình thường được. Tất cả mọi người liền ngồi bệt xuống, súng quàng trước ngực, ba lô sau lưng, người hơi ngả về phía sau, hai tay giang ra hai bên giữ thăng bằng, tụt xuống xuôi nhanh. Tụt xuôi nhanh xuống dốc như trẻ con chơi tụt máng trượt trong công viên. Khi chúng tôi đến được đầu nhà bưu điện thị trấn thì pháo địch bắt đầu bắn loạt tiếp theo. Mọi người nhảy ào xuống mương nước, quên cả cái giá lạnh. Chúng tôi lội trong mương nước, bám sát nhau về phía bản Nàng Nghiêng. Trong bản có lực lượng của địch co cụm chốt giữ. May mà lòng mương sâu gần 2 mét so với mặt đường, nước lại chảy rào rào, lau lách rậm rạp nên bọn địch không phát hiện được. Theo kế hoạch, đến cuối bản Nàng Nghiêng, tốp đi đầu dừng lại, thành lập một điểm chốt sẵn sàng đánh chặn địch và chờ để đón các bộ phận tiếp theo rút qua. Các bộ phận cứ thế thay thế nhau, tốp trước cảnh giới cho tốp sau vượt qua. Tôi dừng lại áp ngực vào bờ mương cho đỡ rét. Tôi vừa căng mắt quan sát, canh chừng con đường từ bản Nàng Nghiêng, vừa hồi hộp chờ tốp tiếp theo rút qua chỗ mình. Đội hình của tiểu đoàn bộ cùng các cán bộ, chiến sĩ đại đội 11, đại đội 9 đã vượt ra được cánh đồng băng sang phía chân núi đá. Không ngờ cuộc rút lui của chúng tôi lại an toàn tuyệt đối. Bọn địch không phát hiện được khi gần 100 con người có nhiều thương binh cùng vũ khí đi qua ngay dưới chân đồn công an vũ trang và sát bản Nàng Nghiêng nơi bọn chúng đang chốt giữ. Có lẽ vì chúng còn đang choáng váng vì thất bại trận đánh lúc chiều và không ngờ chúng ta lại liều lĩnh táo bạo đến thế. Trời đã gần sáng, tôi cùng mấy anh em trong tiểu đội vô tuyến khẩn trương chạy đến chân núi đá. Chúng tôi băng qua cánh đồng đang cày dở, những luống cày căn ngang rất khó chạy. Đến giữa đồng, tôi gặp mấy anh thương binh nhẹ đang dìu nhau đi. Tôi giục, anh em hãy nhanh nhanh lên, trời sắp sáng rồi. Cố gắng chạy đến chân dãy núi bên kia, hãy dừng lại, nghỉ, kẻo bọn địch phát hiện ra đấy. Vâng, vâng. Vừa định chạy đi cho kịp anh em trong tiểu đội, nhưng thấy mấy thương binh dìu nhau tập tễnh mãi không qua được một bờ ruộng cao, tôi lộn quay lại đỡ từng người vượt qua và chạy đến gần chân núi đá. Khi tôi đến được chân dãy núi đá có lối mòn dẫn lên lũng vỉ thì trời đã tang tảng sáng. Tốp đi đầu đã vượt lên lưng chừng núi. Tại chân dốc núi, chúng tôi gặp tiểu đoàn trưởng Trần Tất Thiêm và các chiến sĩ của đại đội 12 đang chờ đón ở đây. Các chiến sĩ đại đội 12 giúp các bộ phận khiêng cáng thương binh nặng mang vác vũ khí leo lên dốc. Chúng tôi nhanh chóng theo con đường độc đạo trơ trụi trèo ngược lên đỉnh núi. Bọn địch không phát hiện ra. Nếu bọn chúng phát hiện được thì chỉ cần một lực lượng hỏa lực rất nhỏ là con đường lên dốc núi sẽ bị chặn đứng một cách rất dễ dàng. Lên đến lưng chừng núi, tôi ngoảnh lại nhìn, thị trấn Sóc Giang vẫn đang ầm ầm tiếng nổ, rừng rực lửa cháy. Khi chỉ huy tiểu đoàn và các lực lượng đại đội 9, đại đội 11 rút đã lên lũng vỉ thì các cán bộ, chiến sĩ đại đội 10 cùng một tiểu đội của đại đội 11 và trung đội tăng cường của cơ quan tiểu đoàn bộ vẫn tiếp tục củng cố trận địa tại điểm chốt trước cửa ngõ thị trấn Sóc Giang. Họ cầm cự chiến đấu với bọn giặc suốt ngày hôm sau. Buổi tối ngày 21 tháng 2, lực lượng cán bộ chiến sĩ phục bộ phận chiến đấu
lực lượng cán bộ chiến sĩ bộ phận chiến đấu ở chốt của đại đội 10 đã tổ chức thành công một cuộc phá vây rút lui lên núi về lại với đội hình chiến đấu của tiểu đoàn 3. Những ngày chúng tôi ở Lũng Vỉ thật là khốn khổ, thiếu lương thực, thiếu nước, vách núi đá vôi khô khốc, chỗ khe đá có nhiều cây nhất, dòng nước rỉ rỉ ra, chảy càng ngày cũng chỉ được độ vài xô nước. Khi bộ đội chưa rút lên, bà con ở đây thường dùng nước mưa là chủ yếu. Nước mưa được hứng cho chảy vào các bể xây bằng xi măng. Bể nào to lắm cũng chỉ chứa được khoảng 1, 2, 3 mét khối. Bây giờ bộ đội và dân chạy loạn kéo lên cả 100 người thì lượng nước dự trữ của dân bản trên núi cũng cạn dần. Bộ đội ẩn náu trong các khe đá hoặc giữa các mô đá mồ côi nhấp nhô khắp thung lũng. Một anh thương binh nằm trong khe đá tỉ mẩn quan sát những cây dương xỉ bám trên đá. Anh thấy những cái rễ lòa xòa trùm lên hòn đá có những nốt phồng to như hạt lạc. Anh rất nhấm thử, thấy có nước và vị ngọt. Thì ra những cây dương xỉ trên núi đá vôi khác hẳn những cây dương xỉ sống ở khu vực núi đất đá và trong khe suối ẩm ướt. Những nốt sần treo lủng lẳng trên rễ của cây dương xỉ trên núi đá vôi quanh năm khô cằn chính là những túi dự trữ nước. Thiên nhiên khắc nghiệt đã bắt buộc sinh vật phải có cách thích nghi để sinh tồn và phát triển. Người lính ấy sung sướng gào lên: "Nước! Có nước rồi chúng bay ơi! Ha ha! Thôi chết! Thằng này đau quá mê sảng rồi." Mọi người súng lại vì ai cũng nghĩ anh ta mệt và khát quá nên mê sảng. Anh thương binh đưa ra một nắm những hạt sùi từ rễ của cây dương xỉ, bảo mọi người nếm thử. Và thế là thật tình cờ, chúng tôi phát hiện ra một nguồn nước, tuy không thể nấu cơm, rửa vết thương cho thương binh, nhưng lại có thể giải khát. Chúng tôi bứt những cái nốt sần rễ của cây dương xỉ, nhai cho đỡ khát. Quả là một nguồn nước vô tận của người lính trong vòng vây quân thù. Một nguồn nước nhỏ nhoi, nhưng thật vô cùng quý giá. Trong túi cóc ba lô, ngoài nắm ngô rang, còn có thêm những hạt nước của cây dương xỉ mọc trên núi đá vôi khô cằn. Những ngày ở Lũng Vỉ, chúng tôi chủ yếu là ăn gạo sấy. Đó là loại gạo đã được rang chín, đóng trong túi ni lông. Lẽ ra có nước sôi đổ vào thì ăn sẽ ngon hơn. Nhưng chúng tôi không đun được nước sôi vì khói bốc lên sẽ lộ vị trí dấu quân. Vì thế gạo sấy chủ yếu pha bằng nước lã. Ăn thứ gạo sấy này giống hệt như cơm nguội ném vào nước lạnh cho trương lên, hoặc tựa như những hạt cơm còn sót lại trong chậu sau khi rửa bát. Nó nhạt nhẽo, nhưng trong vòng vây của kẻ thù có được một chút gạo sấy để ăn cho đỡ đói đã là may lắm rồi. Nhiều bộ phận không còn một gói gạo sấy nào nữa, lương thực cạn dần, gạo sấy rồi cũng hết. Bộ đội cả ngày cũng chỉ có vài hạt ngô hoặc hạt đậu tương rang khô khốc. Nhiều lúc hành quân leo núi mệt thở không ra hơi, vẫn phải cố nhai ngô, đậu tương rang cho đỡ đói. Từ ngày 22 tháng 2 năm 1979 trở đi, bọn địch, nhất là lực lượng đặc nhiệm Sơn Cước của chúng, bắt đầu truy kích theo dấu vết của tiểu đoàn 3 chúng tôi. Vị trí tiểu đoàn chúng tôi ém quân ở Lũng Vài, Lũng Vỉ bị lộ do một số chiến sĩ công an vũ trang và thanh niên xung phong tự ý xuống bản tìm lương thực, bị bọn địch phát hiện. Mấy người bị chúng bắn thương vong, bọn chúng truy đuổi theo số chiến sĩ này lên núi. Tình hình trên Lũng Vỉ, Lũng Vài ngày càng khó khăn do lượng người tăng lên. Một số cán bộ chiến sĩ các đơn vị của trung đoàn cũng rút lui lên khu vực của tiểu đoàn 3. Vấn đề lương thực và nước uống rất nan giải. Có những vị trí đảm bảo phòng ngự rất tốt, nhưng do không có nước uống, chúng tôi lại phải rời đi. Các bộ phận ban ngày thì ém quân trong các hang hốc, khe đá để tránh bị địch phát hiện. Ban đêm thì cơ động xuống bản, xuống suối để tìm lương thực và nước uống. Bọn xâm lược tràn ngập khắp nơi nên việc xuống núi phải rất thận trọng. Một buổi sáng, cơ quan tiểu đoàn bộ tổ chức lực lượng từ Lũng Vỉ sang Lũng Mật để lấy nước và lương thực. Chúng tôi hành quân sang Lũng Mật từ hơn 3 giờ sáng. Lũng Mật có một bản người Dao với độ chục nóc nhà. Trong bản có một cái bể xây bằng xi măng rất to để chứa nước mưa dùng cho cả bản. Đến Lũng Mật thì trời đã sáng hẳn. Tôi lấy đầy một bi đông nước,
nhận một ít gạo trong kho dự trữ của đại đội 12, bà con dân bản cho mấy bắp ngô. Khi chúng tôi đang chuẩn bị quay trở về thì bị bọn địch tập kích bất ngờ. Sương mù trên núi chưa tan hẳn thì tiếng súng đã nổ chát chúa khắp lũng mật. Đó là tiếng súng 12 ly 7 và tiếng đạn cối 60. Cả thung lũng mù mịt lửa khói, tiếng kêu hoảng loạn của nhiều người dân trong bản vang lên. Chúng tôi vội vớ lấy súng đạn, nhưng chưa biết quân địch ở phía nào mà bắn. Mọi người phải nằm ép người vào các khe đá, hốc núi để tránh đạn. Khi xác định được hướng bắn của bọn địch, chúng tôi càng lo lắng sợ hãi. Bọn địch đã phát được súng 12 ly 7, đại liên và cối 60 lên một mỏm núi treo leo dốc đứng ở phía đầu lũng mật. Từ đây chúng có thể khống chế toàn bộ thung lũng. Bọn này chắc chắn phải là lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ của quân địch. Chúng chính là bọn lính sơn cước. Bọn này leo vách núi rất giỏi, giống như một lũ tắc kè, kỳ nhông sống hoang dã trên núi. Chúng tôi lợi dụng các mô đá, khe núi để ẩn nấp và chống trả quân địch. Nhưng có nhiều người nấp sau mô đá vẫn bị trúng đạn của bọn địch đang ở trên cao. Những viên đạn bắn tỉa của chúng xỉa xuống khá chính xác. Cầm cự đến khoảng gần 9 giờ sáng, bộ phận chúng tôi được lệnh nhanh chóng cơ động vượt qua đoạn dốc giống như sợi dây diều căng trên sườn núi để rút sang hướng lũng vài, lũng vỉ. Đoạn đường phải vượt qua rất dốc và trống trải. Nếu khống chế được hỏa lực địch trên mỏm núi ở phía đầu lũng mật thì đội hình chúng tôi leo lên con dốc lưng chừng núi sẽ làm những tấm bia sống cho bọn giặc thử súng. Khi đại đội 12 tổ chức được hỏa lực 12 ly 7 bắn trả, khống chế quân địch thì chúng tôi mới bắt đầu vượt qua con dốc dây diều để quay trở về lũng vỉ. Chúng tôi chạy gần trên đoạn dốc trống trải, vừa chạy vừa tránh đạn địch. Đó đúng là một cuộc chạy đua với cái chết thực sự. Cứ chạy một đoạn chúng tôi lại phải nằm sấp xuống mặt đường tránh đạn. Đạn địch vẫn bắn xối xả, khói bụi mù mịt, lá cây rừng ven con đường mòn rụng xuống tơi tả. Có những người bị trúng đạn, chới với, ngã gục xuống mặt đường hoặc lăn nhào xuống sườn núi. Tôi đeo ba lô gạo, xách súng chạy ngược lên dốc. Linh tính hay là sự may mắn đã giúp tôi thoát khỏi những loạt đạn bắn đuổi của bọn địch. Cứ chạy được một đoạn, tôi lại nhao người lên rồi nằm úp mặt xuống đường. Mấy lần khi tôi vừa đổ người nằm ép xuống mặt đường thì đạn địch lại bắn chiêu chiếu ngay sát trên lưng. Đất đá, lá cây bên phía trên vách núi rơi xuống là tả. Thật may lần nào tôi cũng thoát cả. Nguyễn Xuân Hòa, nhân viên thống kê chính trị tiểu đoàn, chạy ngay phía trước tôi. Hai thằng vừa chạy vừa nằm, vừa bò ngược lên đỉnh dốc. Thằng Hòa đã lao lên nấp được sau một mô đá to khá an toàn trên đầu dốc núi. Nhìn xuống dốc, thấy tôi lúc chạy gần, lúc nằm bẹp xuống mặt đường để tránh đạn, thằng Hòa bèn gọi to: "Bảo ơi, cứ bình tĩnh mà chạy lên đây nhé, tao sẽ yểm hộ cho." Nó cầm khẩu súng M79 giơ giơ lên để động viên tôi. Nghe tiếng nó gọi, tôi vừa ngước lên nhìn thì bỗng oanh một tiếng, quả đạn cối 60 nổ trên vách núi ngay trên đầu dốc ở gần chỗ thằng Hòa đang ẩn nấp. Mảnh đá vụn văng rào rào, khói bụi mù mịt, lá cây bay tả tơi. Tôi hốt hoảng nghĩ: "Thôi chết, không khéo thằng này tan tành thành từng mảnh mất rồi." Tình thế này phải vượt đường sang phía bên kia dốc núi càng nhanh càng tốt. Lợi dụng khi đạn địch vừa ngớt, tôi nhổm ngay dậy, bật người lao lên. Khi tôi chưa kịp đổ người nằm xuống thì một quả cối 60 và một loạt đạn địch bắn trùm lên cả đoạn đường. Tôi đạp vào một hòn đá, bị trượt chân ngã nhào vào phía vách núi. Tôi cố gượng lật người nằm úp xuống mặt đường, cố gắng thu thân hình nhỏ nhất để tránh đạn bắn tỉa của bọn địch. Chợt thấy bụng mình ướt sũng, tôi hoảng quáng nghĩ: "Thôi chết, mình bị thương rồi, máu chảy nhiều quá." Nhưng tại sao lại không thấy đau và choáng nhỉ? Tôi vội thò tay xuống bụng rồi đưa lên, nhìn bàn tay tôi đỏ quạch. Nhưng đó không phải là máu mà là màu đất đỏ trên mặt đường. Hóa ra một viên đạn địch đã bắn trúng làm thủng cái bi đông để trong góc ba lô. Nước chảy ra ướt sũng quần áo khiến tôi tưởng là máu. Lúc vượt lên tới đỉnh dốc, tôi lăn được sang phía bên kia sườn núi, khuất hẳn tầm bắn của bọn địch. Tôi xốc lại ba lô, xách súng, lần theo lối mòn. Đi được vài bước thì tôi gặp thằng Hòa. Nó đang ôm súng ngồi thu lu
trong một hốc đá ngay sát bên lối đi. Thấy nó không bị xây sát gì, tôi mừng lắm. Nó cũng rất mừng khi tôi thoát lên được. Tôi bảo nó, chờ mày yểm hộ thì tao đã toi mạng từ tám hoánh nào rồi. Nó cười hề hề, tuy mặt thì vẫn còn tái đi. Nói thế để cho mày yên tâm thôi, khẩu M79 của tao chỉ còn mỗi một viên đạn, thì yểm hộ cái cóc khô gì được nữa chứ. Tôi ngồi phịch xuống cạnh nó. Tôi vừa thở dốc vì mệt, vừa nói, thảo nào nó mới choang cho một quả cối cách xa đến cả 100 mét mà mày đã chuồn nhanh thế. Thằng Hòa cười bảo, hì hì, suýt nữa thì tao tan xác vì quả cối ấy đấy. Mà này, mày đói chưa? Tôi nhăn mặt, đang đói run người lên đây. Từ tối hôm qua đến giờ, đã kiếm được cái gì cho vào bụng đâu? Thằng Hòa lục cóc ba lô, lôi ra nửa con gà luộc. Nó xé đưa cho tôi cái đùi gà và bảo, mày ăn đi cho đỡ đói, bà con trong bản lũng mặt cho đấy. Hai thằng vừa lau mặt vừa ăn, thịt gà ăn vã, không muối, nhạt bã ra trong miệng. Giá mà có mấy hạt muối thì tốt quá. Sau này, khi cùng về học tại trường sĩ quan chính trị, mỗi lần gặp nhau, tôi và Nguyễn Xuân Hòa hay nhắc lại kỷ niệm của lần suýt chết ở lũng mật buổi sáng hôm ấy, và càng xót thương cho biết bao đồng đội cùng lên biên cương nhưng không có ngày trở về như chúng tôi. Tôi không bao giờ quên bản lũng mật với những người dân thật thà, chất phác, hết lòng tương yêu bộ đội. Vậy mà đến nay, sau bao nhiêu năm chiến tranh, người dân ở đây vẫn còn chịu cảnh nghèo khó. Tôi thấy buồn đã đọc được đoạn này của báo Pháp Luật Việt Nam viết về lũng mật. Tách biệt với dòng chảy hội nhập, bà con người Dao ở bản lũng mật, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, Cao Bằng hiện vẫn sống trong cảnh cơ cực trên các sườn, đỉnh núi lũng mật. Đường đi lại vô cùng khó khăn, thiếu nước sinh hoạt và sản xuất trầm trọng. Nhìn từ trung tâm xã, con đường đi lên lũng mật như một sợi chỉ uốn lượn quanh những ngọn núi. Do đường đi khó khăn nên phải mất 2 tiếng đồng hồ mới lên đến bản lũng mật. Thấp thoáng sau những vạt chuối là các nóc nhà 4 mái của đồng bào người Dao. Những khó khăn ấy đang níu giữ cái đói nghèo. Bởi vậy, cuộc sống của người dân luôn bị cái nghèo bủa vây, khiến họ không dám mơ ước đến những điều tưởng chừng như rất đỗi giản dị. Điều khiến khách xa đến lũng mật cảm thấy ngạc nhiên và xúc động nhất là khi bắt gặp trường tiểu học lũng mật nằm chênh vênh trên đỉnh núi cao quanh năm mây phủ. Trường có một dãy nhà tạm gồm 3 phòng học. Diện tích các phòng học chỉ rộng khoảng 10 mét vuông, vách thưng ván gỗ, mái lợp ở rô xi măng. Nhiều chỗ tường vách đã quá cũ nên các thầy cô giáo phải che bạt lên mái và xung quanh để tránh nắng mưa, chắn gió cho học sinh học tập. Vì đơn giản thô sơ nên có thể nghe rõ tiếng dạy học của lớp bên cạnh khi đang ngồi học. Hiện nay cả phân trường có 3 giáo viên dạy lớp ghép. Trường có 15 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, nhưng quyết lớp 4 do không có học sinh. Trường học chưa có điện nên các lớp học phải tận dụng ánh sáng tự nhiên. Các lớp học ở đây thiếu thốn đủ bề về cơ sở vật chất, đồ chơi, thiết bị dạy học. Lũng mật ơi, bao năm rồi vẫn thế, sao mà thương nhớ quá. Bọn địch bắt đầu tiến lên dãy núi đá truy kích tiểu đoàn chúng tôi. Chúng nó đánh chỗ này, chúng tôi lại cơ động sang nơi khác, vòng vèo đuổi nhau qua từng thung lũng. Nhiều lúc bị bọn chúng truy đuổi, tôi chỉ ước gì có thật nhiều đạn, nhiều quân để quyết tử với chúng một trận. Tôi không thành thạo địa hình khu vực núi đá này nên không biết là đang đi đâu, đang ở đâu. Có lệnh là đi, bảo dừng lại nghỉ là dừng lại cho anh em tìm chỗ mắc võng hay rải lá làm nơi nằm nghỉ. Trong bao lô của tôi chỉ còn một cái tăng và cái võng. Ở núi đá trơ trụi, khó mà căng tăng võng. Khi trời lạnh thì rải tăng xuống đất làm chiếu, võng đắp làm chăn. Khi trời mưa hay sương mù ẩm thấp thì rải võng xuống đắp tăng cho đỡ ướt. Khi mới lên núi còn tấm vải liệm liệt sĩ đắp thêm nên cũng đỡ lạnh. Sau đó tấm vải liệm phải dùng đến, tôi trao cho anh em đem đi mai táng liệt sĩ. Nhiều đêm lạnh quá không tài nào mà ngủ được. Nếu như ở đồng bằng, vài anh em nằm gần nhau có hơi người cũng đỡ rét.
Nhưng trên sườn núi, khe đá chả có chút nào rộng để hai người trải tăng cùng nằm chung được với nhau cả. Một bữa tôi đang ngồi ở trong hốc đá ghi chép thì thằng Châu đi đâu về tìm đến thông báo: "Anh Hà Trung Lợi, tiểu đội trưởng Hữu Tuyến đã tìm được về với đơn vị rồi đấy anh ạ." "Anh ấy đang ở đâu?" tôi hỏi và nhét cây bút chì cùng cuốn sổ vào góc ba lô, đứng ngay dậy. Thằng Châu nói tiếp: "Anh ấy đang gặp chỉ huy tiểu đoàn để báo cáo tình hình, lát anh sẽ về với trung đội thông tin." Thằng Châu chưa nói dứt câu đã thấy Hà Trung Lợi lù lù đeo sung mò đến. Tôi hỏi ngay: "Hôm trước anh em đại đội 10 rút lên đây, nghe nói bộ phận do mày chỉ huy bị cắt đuôi, lạc mất đội hình, không biết sống chết ra sao, làm bọn tao lo quá." Hà Trung Lợi cười hiền lành: "Thì đến gần sáng ngày 22 tháng 2, đại đội 10 cùng số anh em của tiểu đoàn bộ và của đại đội 11 được lệnh rút lên núi đá. Bộ phận tao đi sau, lúc qua bản Na Nghiêng bị bọn chúng phát hiện chặn đánh. Tao phải dẫn một số anh em chạy xuống hướng bản Nà Cháo rồi mới vượt qua cánh đồng sang dãy núi đá. Mọi người an toàn cả chứ?" Thằng Lợi có vẻ buồn bã nói: "Một số anh em không rõ địa hình và tình hình địch nên cứ thẳng đường từ Nà Cháo chạy xuống xã Quý Quân, bị lọt vào ổ phục kích, bị chúng nó bắn chết hết. Chúng nó còn mổ bụng băm xác họ ra nữa. Từ trên sườn núi tao nhìn thấy mà thương anh em quá." Lúc này tôi mới nhìn kỹ mặt thằng Lợi và kêu lên: "Tại sao mặt mũi mày sức rách bươm hết thế? Bị mảnh lựu đạn à?" "Không, chuyện này dài lắm, có nước cho tao một hớp." Thằng Châu vội đưa cho Lợi cái bi đông. Thằng Lợi uống một ngụm nước rồi ngồi xuống phiến đá cạnh tôi. Nó gác khẩu AK vào vách núi rồi kể vì sao mặt mũi nó sức rách bè bét như thế này. Buổi chiều hôm cuối cùng trên chốt của đại đội 10 ở thị trấn Sóc Giang, bọn địch chỉ bắn cầm chừng. Hình như chúng đang củng cố lại đội hình, chuẩn bị cho một đợt tấn công quyết liệt hơn. Tao quan sát phía bản kép ké, cốc sâu, cẩn thận rồi gọi một chiến sĩ trong trung đội đang ôm súng ngồi dưới chiến hào: "Hùng ơi, tao với mày xuống đoạn đường bọn địch nằm chết ngổn ngang, chỗ bụi tre kia kiếm một ít đạn và xem bọn chúng có lương khô lương khiếc gì không. Đói lắm rồi mà không thấy nuôi quân đem cơm lên gì cả. Kiểu này tất cả tập trung đánh nhau với bọn tàu rồi, chắc chả còn ai nấu cơm nước gì nữa đâu. Mà mấy hôm nay nó đánh ác liệt thế, không hiểu đại đội 10 họ nấu ăn thế nào được nhỉ?" "Chắc là anh em đại đội 10 họ chỉ ăn toàn gạo sấy thôi." Tao bảo: "Thế nên tao với mày xuống chỗ bọn giặc chết, kiếm ít đạn và xem chúng nó có lương khô hay cái gì ăn được không nhé. Thời đánh Mỹ, Trung Quốc có các loại lương khô 701 và 702 viện trợ cho ta, ăn ngon lắm." Thằng Hùng ôm cái bụng đói nói: "Thế thì tuyệt quá, để em đi trước." Thằng Hùng nói và xách súng toải xuống chân dốc. Tao cũng lập tức chuồi người theo sát phía sau. Hai anh em mỏ súng mặt đường ngổn ngang, xác những tiền giặc bành trướng xâm lược. Cả hai lom khom nhặt mấy khẩu súng, gỡ lấy mấy bao đạn và ba lô của bọn địch. Tao vừa định gỡ cái ba lô trên lưng một tên địch đang nằm úp mặt vào thành ta luy đường thì cái xác ấy quay ngoắt lại ngồi bật dậy. Hóa ra nó giả vờ chết, tay phải nó vung lên. Tao hét to: "Lưu đạn đấy, nằm xuống!" Nhanh như cắt, tao nhào người lăn về phía ta luy âm. Trước khi phóng người lao xuống đám cây xấu hổ đầy gai góc tùm, tao còn kịp xiết cỏ găm một loạt AK vào tên giặc giả chết. Cánh tay của thằng giặc vừa vung lên liền rũ xuống, quả lựu đạn tuột khỏi bàn tay nó rơi xuống mặt đường, lăn ngược trở lại chỗ nó nằm. Một tiếng nổ vang lên, khói bụi đất cát băng mù mịt. Tao lồm cồm nhổm dậy, hốt hoảng gọi: "Hùng ơi, Hùng ơi, em đây, em vẫn an toàn, anh có việc gì không?" Thằng Hùng cũng đang chui ra từ trong bụi cây xấu hổ dưới mép đường. May quá nó cũng không việc gì. Cả hai chỉ bị gai xấu hổ cào sức hết mặt mũi, máu chảy túa ra. Tao vội bảo nó: "Tao không việc gì. Mẹ cha thằng tàu cựa khốn kiếp, suýt nữa thì chúng mình toi mạng oan với nó. Thôi rút ngay." Tao và thằng Hùng xách mấy thứ thu được, vội vàng leo trở lại công sự. Có tiếng nổ đầu nòng và tiếng đạn pháo bày rít trên đầu. Vừa chui vào trong hầm,
thằng Hùng đã vội mở hai cái ba lô lấy được của bọn địch. Chả có cái gì ngoài mấy bộ quần áo cũ và cái bi đông cạn khô. Nó dốc ngược một chiếc ba lô, mấy củ khoai lang sống từ túi cóc ba lô lăn ran nền đất. Có một củ đang ăn dở, chắc thằng giặc đói này vừa mới cướp được ở bản kép ké. Thằng Hùng bực bội chửi đổng: mẹ kiếp, cái đồ nghèo kiết xác, chết đói chết khát thế này mà cũng đòi đi xâm lược. Tao phi cười bảo: thôi, lại đành nhai tạm chút gạo sấy cho đỡ đói vậy. Tao mở ba lô của mình, lấy ra một túi ni lông còn chút ít gạo sấy. Từng người lần lượt thò tay vốc một nhúm ngậm vào trong miệng. Rồi họ truyền tay nhau cái bi đông đựng nước suối, mỗi người tập một ngụm, ngậm nước suối và gạo sấy trong miệng một lúc, chờ cho hạt gạo trương lên, mềm đi rồi bắt đầu nhai cho đỡ đói. Buổi chiều ngày 21 tháng 2, bọn địch tổ chức thêm một đợt tấn công, nhưng có vẻ không quyết liệt lắm. Thêm mấy chục tên địch nữa bị tiêu diệt. Cuối buổi chiều xuất hiện một chiếc xe tăng địch tiến vào trận địa của ta. Có điều lạ là chiếc xe tăng này không bắn, nòng pháo trên xe quay ngang. Bọn bộ binh địch hình như không phải là sẽ tấn công trên trận địa của quân ta. Chúng tiến chậm chạp sau xe tăng là để lôi xác đồng bọn bị chết từ đợt tấn công buổi sáng và đầu buổi chiều về phía sau. Nhận ra hành động này của bọn địch, đại đội trưởng đại đội 10 Nông Xuân Bổng hạ lệnh cho toàn đại đội ngừng bắn để cho bọn giặc đem xác chết đồng bọn ra khỏi trận địa. Lũ giặc thấy hỏa lực của ta lắng đi, vội lao vào lôi xác đồng bọn chạy ra xa. Chúng xếp những xác chết thành hàng lối như một đội hình thẳng hàng trên con đường phía trước thị trấn. Quan sát hành động của chúng, tất cả các chiến sĩ trên trận ai cũng ngạc nhiên thắc mắc. Không hiểu vì sao họ nhao nhao gọi hỏi nhau: chúng nó định làm cái gì thế? Từ nãy đến giờ, đại đội trưởng Nông Xuân Bổng vẫn chú ý quan sát mọi hành động của bọn địch. Nghe mọi người ý ới gọi hỏi nhau, anh thùng thẳng bảo: chắc là bọn chúng quyết tâm tiến vào thị trấn Sóc Giang bằng con đường của những xác chết đấy. Chúng nó sẽ được toại nguyện. Nghe câu chuyện của thằng Lợi kể, tôi thốt lên: ngày cuối cùng chúng mày ở lại Sóc Giang đúng là nguy hiểm quá. Thằng Lợi bảo: lúc đánh nhau không sợ, lúc vượt vây tao bị một tình huống còn nguy hiểm và sợ hơn nhiều. Đấy là lúc bò qua cánh đồng bản Nà Cháo sang chân núi đá. Bọn bộ binh địch đi đầu trên con đường từ thị trấn Sóc Giang xuống phía bản Nà Cháo. Tao đang nép vào một bờ ruộng để bò lê đi thì có tiếng lịch bịch phía sau. Tao ngoái cổ nhìn lại, một con trâu mẹ và một con nghé đang đi theo ngay phía sau tao. Đó là con trâu của bà con trong các bản nghe pháo bắn phá chuồng chạy ra cánh đồng. Con trâu mẹ vừa cúi đầu gặm cỏ, giật mình ngóc đầu nhìn lên. Khi thấy tao đang nằm ép mình bên bờ ruộng, chắc là nó ngạc nhiên, không hiểu vì sao. Khi tao bỏ đi, hai mẹ con trâu cũng lững thững đi theo. Con nghé lại còn tiến lại gần ghé mũi kịt khịt vào người tao nữa chứ. Tình huống nguy hiểm quá. Tao nhìn chăm chăm vào mắt con trâu mẹ như muốn bảo nó hãy dẫn con chạy đi. Tao khẽ suy suy mấy tiếng để xua đuổi nó, nhưng mẹ con trâu vẫn không hiểu, cứ đứng sững nhìn tao nằm ép người xuống mặt ruộng. Tao lo quá, bọn địch đang hành quân trên đường, trông thấy hai con trâu ngứa mắt lia cho một loạt đạn thì nguy to. Tao vừa định đưa nòng súng ra để dọa hai con trâu thì bỗng đất đá tới tấp ném đến. Một người dân binh Trung Quốc đang đứng trên đường ném xuống để lùa hai con trâu đi theo đàn trâu mà chúng vừa ăn cướp được trong các bản làng của chúng ta. Một hòn đá ném trúng lưng tao, đau quá, tao khẽ vặn người. Hai con trâu lồng lên chạy thẳng sang phía chân núi đá. Bọn địch cũng không phát hiện ra tao đang nằm khuất sau bờ ruộng thấp. Câu chuyện của thằng Lợi đang hấp dẫn thì có lệnh hành quân, trinh sát báo về bọn địch đang tiến đến đầu lũng Vỉ. Tôi và thằng Lợi vội vàng khoác ba lô lên vai, xách súng chạy theo anh em, mỗi thằng đi một hướng. Mãi đến sau khi chiến tranh kết thúc, tôi mới gặp lại thằng Lợi. Hà Trung Lợi đã ra quân, hiện sinh sống ở Thanh Sơn, Phú Thọ, lấy vợ là gái Thái Bình, lên khai hoang. Gần 40 năm sau, mãi gần đây tôi mới liên lạc được với Lợi, thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm về cuộc sống của nhau. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.